Tính năng trên Messenger khi gửi tin nhắn cho một ai đó, bạn có thể chỉnh sửa nó lại. Bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết thì cùng làm theo mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở Messenger lên. Tìm một cuộc trò chuyện bất kỳ, mình sẽ chọn Phạm Tâm. Rồi, mình sẽ nhập tin nhắn. Mình sẽ nhập xin chào. Chọn gửi. Để thay đổi cái chữ xin chào này, các bạn ấn vào cái chữ xin chào nè. Rồi các bạn chọn xem thêm. Ở đây thì các bạn chọn chữ chỉnh sửa nè. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi cái tin nhắn này ha. Mình để là chào bạn đi. Chào bạn. Rồi, tiếp tục các bạn nhấn vào chữ dấu tích đây nè. Rồi, vậy là xong hết các bạn. Rồi, vậy là xong. Chúc tất cả các bạn thành công.